Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến xuất hành đúng nghĩa cho năm mới 2022 bằng hai trận đấu với Australia và Trung Quốc. Nếu như cần một sự thay đổi hay nói như chính huấn luyện viên Park Hang-seo là khởi đầu lại với sự khiêm nhường thì đây chính là thời điểm thích hợp. Trước hết, về khía cạnh tâm lý thì những cầu thủ đã dự AFF Cup 2020 cần có một quãng nghỉ nhất định sau hành trình quá nhiều áp lực từ hơn 6 tháng qua cái mà họ cần không chỉ là thời gian phục hồi về thể chất mà còn là một bầu không khí mới, cảm giác phấn khích nhiều hơn và đặc biệt là trong một môi trường khác, ví dụ như câu lạc bộ chẳng hạn. Nói cách khác là họ cần phải được tái tạo niềm vui chơi bóng thay vì lại phải vào sân với cảm giác là phải cố gắng hạn chế bản thua hoặc là tìm một điểm an ủi đầu tiên ở tại vòng loại World Cup 2022. Những mục tiêu tưởng như là rất gần nhưng thực tế thì nó cho thấy rất xa vời. Kế đến là vấn đề về chuyên môn mục tiêu hiện tại của đội tuyển ở tại vòng loại tương đối rõ ràng đó là tìm kiếm điểm số đầu tiên và tốt hơn nữa là chiến thắng đầu tiên về lý thuyết thì chúng ta có cơ hội để làm điều đó trong hai trận ở sân nhà gặp đội tuyển trung quốc và gặp oman dù vậy thì trong trường hợp không hoàn thành được mục tiêu thì cũng không phải là thảm họa bởi vì thực tế đã chỉ ra rằng cả hai đối thủ nói trên đều có trình độ cao hơn đội tuyển việt nam chính vì vậy điều quan tâm lớn nhất vẫn là sự tươi mới về mặt con người về mặt chiến thuật chứ không phải là kết quả đây là điều nằm trong tầm kiểm soát của huấn luyện viên park hang seo nếu như nhìn ở góc độ của một đội tuyển thay đổi chưa bao giờ là dễ dàng cả nhất là khi trong tay huấn luyện viên park hang seo vẫn đang có những cầu thủ tốt nhất nhưng nếu như chúng ta đặt ở góc nhìn của sự phát triển của một làng bóng đá thì thay đổi là điều bắt buộc cho dù đang có những cầu thủ tốt nhất thì cũng sẽ đến lúc họ xuống phong độ và chịu sự đào thải của thời gian. Ngay sau hai trận đấu sắp đến thì V-League sẽ trở lại. Nếu như lúc này đội tuyển xuất hiện nhiều nhân tố mới ở trong đội hình ra sân thì đó cũng là thông điệp mở cửa của huấn luyện viên Park Hang-seo. Điều đó sẽ khiến cho V-League ngay từ đầu sẽ hấp dẫn hơn, tính cạnh tranh sẽ cao hơn bởi bản thân những cầu thủ đã hay là chưa lên tuyển đều hiểu rằng sự có mặt của họ ở trên tuyển hoàn toàn phụ thuộc vào những gì mà họ thể hiện ở trong màu áo câu lạc bộ thông điệp thay đổi được đưa ra đúng thời điểm thì sẽ có giá trị rất cao. Hãy lấy ví dụ của đội tuyển bóng đá nữ đang thi đấu ở tại Asian Cup 2022, nơi cũng sẽ lựa chọn ra những suất dự giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023. Hồi năm 2014, đội tuyển Việt Nam đã mất vé dự World Cup một cách đáng tiếc vào tay Thái Lan khi thua họ ở trong trận playoff. Thời điểm đó, Việt Nam là tập thể rất mạnh, lại được đá ở trên sân nhà, thế nhưng vẫn lỡ thời cơ giờ đây thì cơ hội ấy cũng còn khá xa bởi vì đội tuyển nữ lại rơi vào bảng đấu khó khăn và thể thức dự world cup cũng không thay đổi như vậy thì việc được dự world cup hay là không luôn cần phải có thời gian không thể cứ muốn là được điều duy nhất mà chúng ta nắm quyền chủ động đó là phải thay đổi vận động liên tục để đẳng cấp của nền bóng đá luôn ổn định và chờ cơ hội cũng như là sự may mắn đến với mình ở môn futsal thì chúng ta cũng đã dự world cup hai kỳ liên tiếp với hai thế hệ cầu thủ khác nhau mà không có trở ngại gì cả huấn luyện viên park hang seo cho biết là ông muốn thay đổi và chính người hâm mộ việt nam cũng như là những nhà quản lý bóng đá hay điều hành bóng đá việt nam cũng cần có sự ủng hộ bằng cách hạ bớt những kỳ vọng thêm sự động viên và có những hành động cụ thể hơn để đóng góp cho bóng đá nước nhà bởi nói cho cùng mọi sự thay đổi đều có những rủi ro tốt thì chưa biết thế nhưng khả năng kém hơn gây thất vọng nhiều hơn rất dễ xuất hiện nhưng không mạo hiểm, không đồng lòng thì cũng sẽ không thể tạo ra bất kỳ sự đột phá nào trong môn thể thao có nhiều biến số và rất nhiều sự cạnh tranh đến từ những đối thủ như là bóng đá. Thời điểm này mà nói, những thay đổi mạnh dạn của huấn luyện viên Park Hang-seo, trong đó có việc gọi nhiều gương mặt mới sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam sớm vượt qua những thời gian khó khăn. Dịch COVID-19 đang đe dọa vấn đề nhân sự của đội tuyển Việt Nam, nhưng vào lúc này dường như đó không phải là khó khăn quá lớn chúng ta đang ở trạng thái bão hòa sau thời gian dài sống ở trong thất bại. AFF CUP 2020 không thành công ở khía cạnh tích cực hiếm hoi nào đó thì nó là cơ hội để cho huấn luyện viên Park Hang-seo trải lòng và chút bỏ những áp lực dồn nén bấy lâu nay. Ông từng là bậc thầy trong cách dụng binh nhưng càng đưa tuyển Việt Nam đi lên cao hơn, đi xa hơn thì ông lại càng phải gánh thêm nhiều trách nhiệm mà trách nhiệm đó lại vượt quá năng lực của cả ông lẫn dàn cầu thủ. 6 trận thua liên tiếp ở tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 cộng lại. Nếu như xét về độ căng thẳng thì nó không thể so sánh được bằng trận bán kết lượt đi gặp đội tuyển Thái Lan. Nhưng nó là chuỗi bào mòn, có những thứ bào mòn hữu hình như chấn thương, suy giảm thể lực. Có những thứ bào mòn vô hình nhưng nghiêm trọng hơn nhiều, ví dụ như là sứt mẻ niềm tin. Niềm tin của các cầu thủ vào chính mình, niềm tin từ người hâm mộ với đội tuyển. Đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo đã gặp quá nhiều bất lợi trước khi bước vào cuộc đấu sống còn với Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020, mà bất lợi mang tính quyết định chính là khát khao phải khẳng định mình. Vì khát khao đó, các tuyển thủ mất đi sự lạnh lùng, còn ban huấn luyện thì cũng có những cách tiếp cận trận đấu thiếu tỉnh táo. Người Thái một lần nữa lại nhảy múa trên thất bại của chúng ta, nhưng tuyển Việt Nam cũng phải cảm ơn họ bởi vì họ đã cho chúng ta biết thực sự mình là ai và đang đứng ở vị trí nào. Cuộc phiêu lưu ở ngoài biển lớn có những giá trị thiêng liêng của nó, nhưng trái đắng ở ao làng mới là thứ hiện thực sát sườn. Mất ngôi vô địch AFF Cup và đứng trước nỗi lo bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games, bóng đá Việt Nam giống như là đã đi hết một đồ thị vàng son, như là thầy Park đã thừa nhận, giờ là lúc mà chúng ta quay về điểm xuất phát ban đầu. Điểm xuất phát mà thầy Park đề cập đến chắc chắn không thể giống như là một ngày tháng 10 năm 2017 khi mà ông mới đặt chân đến Việt Nam để bắt đầu hành trình lịch sử nhưng điều mà ông muốn nhắn nhủ chính là hãy cởi bỏ áp lực cho các cầu thủ để họ được trở lại với đôi chân nhẹ nhõm với trái tim đầy lửa và ý chí sẵn sàng tạo ra những bất ngờ chúng ta chỉ đúng là mình khi được khoác lại tấm áo ngựa ô và không bị những kỳ vọng đè nặng trên đôi vai sẽ là công bằng hơn cho đội tuyển khi mà họ hành quân sang australia với mục tiêu tập một trận đối kháng chất lượng cao sau những gì đã xảy ra tiếp tục đòi hỏi thầy trò ông pháp phải thay đổi phải tươi mới phải lóe sáng lên những tia hy vọng thì quả thực là điều bất khả thi. Những trận chiến khốc liệt đã khiến cho những Nguyễn Tuấn Anh, Đỗ Duy Mạnh, Hà Đức Trinh bị chấn thương, Quế Ngọc Hải cũng bị vắng mặt vì thẻ phạt. Khả năng đến Australia của Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Tiến Linh thì đang trở về con số 0 bởi vì dịch bệnh. Trong nỗ lực lấp chỗ trống, thầy Park đã gọi lại Ngân Văn Đại, Tô Văn Vũ, Nguyễn Hữu Tuấn, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Đức Chiến và Hồ Thanh Minh, lần đầu trao cơ hội cho Trần Phi Sơn nhưng có lẽ là vị trí được sủng ái nhất có lẽ chỉ có Đỗ Hùng Dũng vừa mới bình phục. Hầu hết những cái tên được bổ sung không quá xa lạ với nhà cầm quân người Hàn Quốc. Ông đã triệu tập họ nhiều lần, thử thách nhiều đợt, nhưng chung cuộc khi vào các giải đấu quan trọng thì họ đều không chinh phục được ông. Trong trào lưu phản biện, nhiều người đã đặt dấu hỏi là vì sao mà ông Park lại không mở lòng với những nhân tố mới mà lại cứ mãi miết theo lối mòn nhân sự, vắt kiệt sức lực của khoảng 14 đến 15 cầu thủ quen dùng. Ông đã trả lời bằng bản danh sách tương đối khoáng đạt để chuẩn bị cho trận đấu với Australia, nhưng nhìn từ đầu chí cuối thì không khó để nhận thấy rằng bộ khung đội tuyển vẫn sẽ chỉ có những con người cũ là đáp ứng được yêu cầu. Ở tại bảng B, Australia hiện sau vòng đấu đang kiếm được 10 điểm đứng dưới Nhật Bản và Ả Rập Xê Út, để có cơ hội đi tiếp thì Australia buộc phải đánh bại đội tuyển Việt Nam. Trong trận đấu ở lượt đi trên sân Mỹ Đình, Australia dù chỉ tập trung ngắn ngày với lực lượng thiếu hụt nhưng vẫn giành chiến thắng tối thiểu 1-0 và kết quả đó là vừa đủ với đoàn quân của huấn luyện viên Graham Arnold. Đội tuyển Việt Nam trong khi đó đã hết cơ hội để giành vé khi mà thua cả 6 trận chưa giành được điểm nào. Với tình hình kể trên, Australia khó lòng có thể đá lỏng chân cho đội tuyển Việt Nam trong trận lượt về vào ngày 27 tháng 1 tới. Ngược lại thì huấn luyện viên Park Hang-seo Át hẳn là cũng không muốn cho các học trò của mình phải dốc toàn lực với đối thủ bởi mục tiêu lớn nhất của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chính là cuộc đối đầu với đội tuyển Trung Quốc vào ngày mùng 1 tháng 2 ở trên sân Mỹ Đình. So với Australia, Trung Quốc rõ ràng là đối thủ hợp lý hơn để cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo bung sức nhằm có được mục tiêu có điểm ở tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trận lượt về ở trên đất Australia vì thế sẽ thật là khó khăn có thể mang tới âm hưởng vui tươi trong một bản nhạc trầm lắng bấy lâu nay. Thầy Park cần phải có thêm nhiều thời gian, nhân lực và cả những phép thử táo bạo nữa thì mới mong kéo được tuyển Việt Nam gượng dậy từ dưới chân con dốc. Trong giai đoạn bão hòa của những thất bại nối tiếp nhau, việc săn tìm điểm số ở sân chơi hàng đầu châu lục không còn là ưu tiên số 1. Những khó khăn thiếu hụt về lực lượng cũng chẳng đến mức gây ra quá nhiều lo âu, điều tất cả cùng mong mỏi chỉ là trên cái nền cũ liệu rằng huấn luyện viên Park Hang-seo có mạnh dạn chấp nối cho vài cánh chim lạ thể hiện mình hay không mà thôi nếu như điều đó xảy ra thì ở hàng tiền vệ chỉ có hai trường hợp chắc suốt đó là quang hải và hoàng đức hùng dũng từng đóng vai trò trụ cột ở tuyến giữa nhưng trong bối cảnh mới trở lại sau chấn thương phong độ của tiền vệ câu lạc bộ hà nội vẫn đang là dấu hỏi một phương án an toàn có thể sẽ là lương xuân trường hoặc là minh vương của hoàng anh gia lai minh vương là trường hợp thường xuyên được ông park triệu tập nhưng không có nhiều cơ hội ra sân dù rằng anh thường xuyên có những tình huống tỏa sáng rất đúng lúc ít khi mà ông park để cho minh vương đá chính mà thường đưa anh vào sân từ những thời điểm mà đội tuyển việt nam không còn gì để mất một cái tên khác có thể tạo nên sự mới mẻ trong lối chơi của đội tuyển việt nam chính là tô văn vũ tiền vệ bình dương cho thấy sức chiến đấu rất mạnh mẽ khát khao lớn thì nhưng vẫn chưa được ông park trao cơ hội ở hàng hậu vệ việc quế ngọc hải vắng mặt vì thẻ phạt sẽ mở ra cơ hội cho những người mới cái tên đầu tiên phải kể đến đó chính là thành trung một trong những phẩm chất tốt nhất của thành trung là có thể thi đấu được ở nhiều vị trí, cả trung vệ, hậu vệ biên, thậm chí là tiền đạo. Anh được ông Park bố trí ở cả 5 trận mà đội tuyển Việt Nam đá ở tại AFF Cup 2020 và anh cũng đã thể hiện rất tốt. Trần Đình Trọng thì vừa trở lại sau chấn thương nhưng chưa lấy lại được phong độ đỉnh cao. Đức Chiến và Nguyễn Thanh Bình của Viettel đều chưa tạo ra được sự tin cậy. Trong bối cảnh đó, Nguyễn Hữu Tuấn của Hoàng Anh Gia Lai có thể sẽ là phương án an toàn của huấn luyện viên Park Hang-seo trên hàng tiền đạo ngoài Công Phượng thì ông Park chỉ mang sang Australia hai gương mặt trẻ đó là Phạm Tuấn Hải và Hồ Thanh Minh. Công Phượng thì gần như là chắc suất đá chính nhờ kinh nghiệm thi đấu quốc tế trình độ chuyên môn trội hơn hai đàn em. Trường hợp chơi với sơ đồ 3-5-2 tiền đạo thứ hai mà ông Park sử dụng có thể sẽ là Phạm Tuấn Hải bởi Hồ Thanh Minh chưa có nhiều thời gian chui rèn ở đội tuyển Việt Nam. Trận đấu với Australia các cầu thủ cần phải có sự thoải mái thay vì áp lực cố gắng kiếm điểm với huấn luyện viên Park Hang-seo thì đây chính là cơ hội để cho ông tiến hành thay máu đội tuyển, thử nghiệm nhiều nhân tố mới. Với 24 cầu thủ mang sang Australia sẽ có gần một tuần tập luyện để lựa chọn ra đội hình phù hợp nhất. Vậy thì còn ngần ngại gì nữa hàng ngài Park Hang-seo? Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Dòng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.